Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa 5 cánh dùng để trang trí như thế này. Thì mẫu hoa này các bạn cũng có thể đổi màu cho nhụy hoa và cánh hoa để cho cái phần trang trí này nó phù hợp với sản phẩm mà mình trang trí nha. Dụng cụ mình gồm lem miêu cô tông, kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu, dùng đầu số 4 và kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần nhụy hoa trước. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 9 mũi móc đơn liên tiếp. 1. Móc đơn thứ 2. Móc đơn thứ 3. Móc đơn thứ 4. Thứ 5. Thứ 6. Mũi thứ 7. Mũi thứ 8. Và mũi móc đơn thứ 9. Khi được 9 mũi móc đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Và móc vào chân móc mũi đơn đầu tiên của vòng móc này. Đây là chân móc mũi đơn đầu tiên. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Như vậy là mình vừa hoàn thành phần nhụy hoa nè. Đây, các bạn sẽ dùng sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cánh hoa. Ở cánh hoa mình sử dụng màu đỏ. Các bạn đưa sợi len màu đỏ ra phía sau cái phần nhụy hoa nè. Chân móc mũi dời cuối cùng của phần nhụy hoa, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời này. Đây là chân móc mũi dời nè, các bạn sẽ đâm kim vào đây. Sau đó kéo sợi len màu đỏ qua chân móc. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái vòng móc phía dưới. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình 3 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Móc vào đây 3 mũi kép đơn liên tiếp. 1. Kép đơn thứ 2. Kép đơn thứ 3. Sau khi móc được 3 mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân kế tiếp của cái phần nhụy hoa, móc vào đây một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Như vậy là mình vừa hình thành được cánh hoa thứ nhất nè. Khi móc các bạn giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để khi cắt len không phải giấu len nhiều. Ở cánh hoa tiếp theo cũng tương tự, móc vào chân móc kế tiếp của cái phần nhụy hoa. Đây, ta sẽ móc vào chân móc kế tiếp của phần nhụy hoa này 3 mũi kép đơn cùng một chân móc. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Khi được 3 mũi kép đơn vào cùng một chân móc, tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc kế tiếp của phần nhụy hoa, móc vào đây một mũi dời. Ta hình thành được cánh hoa thứ hai. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc kế tiếp của phần nhụy hoa 3 mũi kép đơn cùng một chân móc để ta tạo ra cánh hoa thứ ba. Được 3 mũi kép đơn thì tiếp tục lên 2 mũi móc xích và móc vào chân móc kế tiếp của phần nhụy hoa một mũi dời. Lên 2 mũi móc xích. Tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp 3 mũi kép đơn cùng chân móc để tạo nên cánh thứ tư. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Lên 2 mũi móc xích. Thì lúc này ở phần nhụy hoa ta sẽ còn 2 chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân kế bên này một mũi dời để kết thúc cái cánh hoa thứ tư. Lên 2 mũi móc xích.
móc vào chân móc mũi đơn cuối cùng của phần nhụy hoa 3 mũi kép đơn để ta tạo ra cánh hoa thứ 5 và là cánh hoa cuối cùng. Lên 2 mũi móc xích. Thì lúc này cái mũi dời cuối cùng để kết thúc cánh hoa thứ 5, các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên mà mình gây nên cánh hoa. Chân móc đầu tiên là cái chân móc mũi dời của phần nhụy hoa nè, ta sẽ đâm kim vào cái chân móc mũi dời này cùng với 3 mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên á. Đâm kim vào đây và móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Ta được một mẫu hoa 5 cánh như thế này. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Phía sau có những sợi len thừa như thế này, ta cũng giấu vào trong mũi móc. Đối với cái sợi len thừa đầu tiên mà mình gây nên á, các bạn cũng giấu cho mình vào trong mũi móc khi móc cánh hoa như thế này nè. Đây. Sau khi giấu được sợi len thừa vào trong mũi móc thì mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu hoa 5 cánh như thế này. Thì mẫu hoa này các bạn có thể đổi nhiều màu khác nhau để trang trí cho sản phẩm thêm xinh xắn. Đây, như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu hoa 5 cánh xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!